Đối với người Việt chúng ta thì cái Tết là cái Tết sum vầy, Tết đoàn viên, đó là điều ai cũng mong muốn. Nhưng ngược lại, ai cũng chọn cái Tết sum vầy đoàn viên bên gia đình và người thân thì làm gì có ngành dịch vụ để phục vụ cho du khách họ du xuân đón Tết. Dạ. Đúng không ạ? Xin chào tất cả quý vị khán giả đã đến với số podcast chuyện ngành chuyện nghề, và mình là Thái Anh sẽ là người đồng hành cùng với tất cả các bạn cho số podcast ngày hôm nay, số đặc biệt với chuỗi series chuyện ngày Tết. Và đến với chuỗi series này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau lắng lại với những câu chuyện vui, những câu chuyện buồn và đặc thù của những ngành nghề phải làm việc xuyên lễ Tết, là câu chuyện của ngành quản trị du lịch và lữ hành. Khách mời của chúng ta sẽ là một giảng viên, một hướng dẫn viên du lịch và là một cựu sinh viên SIU. Giới thiệu đến với tất cả các bạn, Thạc sĩ Lê Văn Cúp, giảng viên bộ môn quản trị du lịch và lữ hành. Xin chào Thế Anh và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình podcast của trường học Tế Hồng Bàng. Dạ, em chào thầy, cảm ơn thầy đã chấp nhận lời mời và tham gia số podcast ngày hôm nay cùng với tụi em, để tất cả chúng ta sẽ có những câu chuyện, những chia sẻ thú vị hơn về ngành quản trị du lịch và lữ hành, đặc biệt là trong khoảng thời gian làm việc lễ và Tết. Dạ, tụi em có chuẩn bị sẵn ở đây một ấm trà gừng sẽ ấm ấm, rất là phù hợp với lại tiết trời se lạnh và cuối năm như thế này. Em mời thầy dùng với tụi em một ít trà và sau đó chúng ta sẽ đến với những câu chuyện vô cùng thú vị trong ngày hôm nay. Xin mời Thái Anh, xin mời quý vị khán giả. Dạ, em không biết rằng là sau cái khoảng thời gian đại dịch xảy ra rồi thì những cái Tết khoảng thời gian gần đây, cái ngành quản trị du lịch lữ hành của mình và đặc biệt trong khoảng thời gian Tết thì tour nó còn nhiều nữa không thầy? 2 năm đại dịch, ngành dịch vụ du lịch hầu như là đóng băng. Và sau khi đại dịch trải qua thì nên hiểu rằng là con người chúng ta mà ở một chỗ lâu ngày như vậy thì cảm thấy nó bức bối. Và có cơ hội thì chúng ta bắt đầu bung ra. Đặc biệt là những dịp Tết, những dịp lễ là một cơ hội, vì những thời gian ấy là chúng ta có những cái thời gian nghỉ nó dài. Nhân viên của mình, những gia đình họ chọn lựa một cái kỳ nghỉ dài để bao năm không được đi. Dạ, dạ vậy thì ngày Tết nè, thay vì được về nhà với gia đình, được sum họp với gia đình thì thầy hay là tất cả các anh chị hướng dẫn viên du lịch chúng ta cũng sẽ đi, được đi du lịch. Nhưng mà không phải để vui chơi mà để làm việc, để chăm sóc khách hàng của mình, thì thầy có cảm giác như thế nào vào những ngày như thế ạ? Đã chọn một cái ngành dịch vụ từ đầu, chúng ta cần xác định rằng cái ngành dịch vụ, đặc biệt là cái ngành quản trị dịch vụ lữ hành, nói vui rằng công việc chúng ta, cái ngày mà người ta đi làm thì mình nghỉ, nhưng ngược lại những cái ngày mà du khách nghỉ thì mình được đi làm. Du khách chỉ được nghỉ vào những dịp lễ, những dịp Tết thì chúng ta mới được đi làm, thì đó là cơ hội việc làm chúng ta. Và chúng ta hãy xem rằng những người du khách ấy như người thân, như bạn bè, để mình được chăm sóc họ, để mình cảm thấy rằng dạ, chúng ta vẫn luôn có người thân bên cạnh, thì những cái chuyến đi công tác, làm việc của chúng ta nó cảm thấy vui vẻ hơn, nó cảm thấy được an ủi vì mình cố gắng phục vụ tốt, và người du khách cũng xem mình như người thân của họ, thì mình cũng không bị bơ vơ và lạc lõng trước cái kỳ nghỉ lễ Tết mà mình không được gần gia đình. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và nếu như quý vị nghe kỹ kỹ chút xíu, quý vị thấy được rằng là có một câu nói của thầy là vào những ngày bình thường người ta đi làm thì nhiều khi các bạn sẽ được nghỉ, vào những ngày lễ Tết người ta được nghỉ thì các bạn sẽ được đi làm. Thầy dùng từ được đi làm cho quý vị nha. Rất nghĩa rằng là thầy đang rất yêu mến với cái nghề của mình và sống hết mình với cái nghề của mình. Nhưng em nghĩ rằng là đối với ngành nghề nào thì nó cũng sẽ có một cái khó khăn riêng của nó. Và đặc điểm, đặc biệt là vào những ngày lễ, những ngày Tết này, những ngày cao điểm, thì không biết rằng là đâu sẽ là cái khó khăn lớn nhất của người hướng dẫn viên du lịch và công ty du lịch nói chung ạ? Cái khó khăn của công ty du lịch cũng như hướng dẫn viên du lịch vào những dịp lễ Tết, những ngày khác thì cái điểm du lịch, cái điểm đến thì nó lại vắng. Nhưng ngược lại cái ngày lễ Tết thì cái nơi mà du khách đến du lịch thì không phải chỉ có đoàn mình mà hầu như những đoàn khác cũng đến, thì xảy ra tình trạng là quá tải của điểm đến. Dạ. Nó cảm thấy áp lực cho hướng dẫn viên nhiều hơn. Cái nơi mà khách đi nó quá đông du khách. Dạ. Thì chúng ta cảm thấy người ta phải cần nhiều thời gian và công sức hơn để chúng ta cố gắng phục vụ khách mình tốt nhất, chăm sóc khách mình tốt nhất. Dạ, vậy thì với cái khoảng thời gian Tết mà số lượng đông và quá tải như vậy thì không biết là cái việc thiết yếu nhất là ăn uống và chăm sóc khách hàng thì mình sẽ giải quyết như thế nào thầy ha? Nếu như một người hướng dẫn viên kinh nghiệm, có nhiều năm trong nghề, thì đối vấn đề này thì cũng không quá là áp lực đến với một hướng dẫn viên đã có kinh nghiệm. Trước khi đưa du khách đến một cái nhà hàng mà điểm ăn uống như vậy thì hướng dẫn viên sẽ làm việc với nhà hàng xem rằng cái thời gian nào đã phù hợp
cho du khách mình đến nhà hàng nó không bị đụng các đoàn khác. Yeah. Nó tránh trường hợp là quá tải khi đến nhà hàng. Như vậy thì công việc của nhân viên phải gọi điện thoại trước cho nhà hàng để cho nhà hàng chuẩn bị cái thời gian đó là mình đến được. Yeah. Nó không đụng đoàn thì mình sắp xếp lại cái điểm tham quan, cái điểm du lịch khác của yeah. mình cho nó phù hợp, và khi mình đến nhà hàng thì nhà hàng nó không bị quá tải, nó không bị quá đông đúc, và du khách mình có cái bàn để chuẩn bị sẵn và các món ăn để phục vụ du khách, thì lúc đó thì khách cũng thấy thoải mái, vui vẻ, và chúng ta cũng thấy mình đã chăm sóc đoàn tốt thì mình cũng không có bị nhiều cái áp lực từ du khách đến với mình. Và như tất cả quý vị thấy được rằng là hướng dẫn viên du lịch vào ngày Tết hay ngày thường thì họ sẽ được đi rất nhiều nơi, đến mỗi vùng miền các họ sẽ có được một hiểu biết riêng về đặc sản, về con người và về vùng đất nơi đó, thì chắc hẳn rằng là các mối quan hệ của những hướng dẫn viên sẽ rất rộng, phải không thầy ha? Và người ta thường nói rằng là họ sẽ có rất nhiều mối quan hệ mới, mối quan hệ bên ngoài, nhưng bên cạnh đó họ cần đánh đổi bằng cách là sẽ mất đi một vài mối quan hệ thân thiết, và hoặc là mất đi rất là nhiều điều quan trọng trong cuộc sống của mình, chẳng hạn như là đêm giao thừa, chẳng hạn như là những bữa ăn bên gia đình vào dịp Tết. Thì thầy nghĩ sao về vấn đề này? Chúng ta đã chọn ngành dịch vụ là chúng ta phải xác định rằng công việc chúng ta từ đầu là như nói rồi, cái ngày mà họ khách đi làm thì mình được nghỉ, nhưng ngược lại cái ngày nghỉ của họ là cơ hội để mình được đi làm. Chính vì thế chúng ta phải biết sắp xếp thời gian cho nó hợp lý. Đối với người Việt chúng ta thì cái Tết là cái Tết sum vầy, Tết đoàn viên, đó là điều ai cũng mong muốn. Nhưng ngược lại, ai cũng chọn cái Tết sum vầy đoàn viên bên gia đình và người thân thì làm gì có ngành dịch vụ để phục vụ cho du khách họ du xuân đón Tết. Đúng không ạ? Công việc của hướng dẫn viên là làm sao phải sắp xếp hài hòa các mối quan hệ bạn bè, người thân và gia đình. Và một năm chúng ta có tới 365 ngày chứ không phải là chỉ có 5-3 ngày Tết. Mình biết rằng đó là ai cũng mong muốn về nhà dịp Tết, nhưng đã nhắc lại rồi, chúng ta đã chọn ngành dịch vụ và chúng ta phải chấp nhận. Và chúng ta cũng không cô đơn, chúng ta đi chăm sóc phục vụ khách trong những ngày Tết, và chúng ta làm việc tốt và xem những người du khách như những người thân, hết mình với họ, và ngược lại họ cũng xem chúng ta như người thân, thì chúng ta đã có những mối quan hệ. Mỗi một cái hành trình, một cái chuyến đi là chúng ta có tiếp xúc được nhiều du khách từ những vùng miền khác nhau, nhưng chúng ta làm việc tốt, chúng ta chăm sóc họ tốt và họ cảm thấy hài lòng với chuyến đi của họ thì cái mối quan hệ ấy không hề mất đi. Nhắc lại là không hề mất đi. Họ trân quý hướng dẫn viên và họ về nhà rồi, họ kết thúc hành trình rồi, nhưng họ xem hướng dẫn viên như là một người em trong gia đình. Cũng nhờ những góc nhìn từ những người trong cuộc, từ những người làm nghề, chúng ta có thấy được rằng là cái việc mà không ăn Tết cùng gia đình, hay là cái việc mà phải làm việc xuyên Tết, nó là một cái gì đó mà với góc nhìn những người trong cuộc nó không quá kinh khủng như chúng ta nghĩ. Và những cái mối quan hệ, những cái tình thân mà chúng ta nhận được thì nó cũng hoàn toàn xứng đáng với tất cả những gì chúng ta bỏ ra, với tất cả những tình yêu thương nghề mà chúng ta dành cho nghề nghiệp chúng ta đang làm. Và giống như show podcast ngày hôm nay của chúng ta, đón Tết cùng người lạ. Nhưng mà người lạ ở đây thì lạ rồi cũng sẽ thành quen, đúng không quý vị ha? Vậy thì còn một cái em còn thắc mắc, nó không chỉ đơn giản là chúng ta làm việc với tất cả những cái người thân yêu của chúng ta, làm việc với những khách hàng mà chúng ta trân trọng, hay thậm chí là đón được nhận được những cái khoản thu nhập nó sẽ cao hơn bình thường. Vậy thì bao giờ cái lần đầu tiên thầy thông báo với gia đình của mình là thầy sẽ không về quê ăn Tết thì ông bà ở nhà đã phản ứng như thế nào ạ? Theo quan điểm của người Việt chúng ta, từ ngày đưa ông Táo về trời là ngày 23 thì ta nói là 23 Tết rồi. Hai ba tết, 24 Tết, đúng không ạ? Như vậy đâu phải chỉ là mùng 1 Tết. Cho nên mình về nhà trước ngày đó, trước ngày mùng 1, mình có khoảng thời gian 5-3 ngày rồi, mình cùng chia sẻ với gia đình những câu chuyện, mình cùng làm việc với gia đình về việc trang trí lại nhà cửa, quét dọn sân vườn để chuẩn bị mình đón Tết rồi. Mình đã làm công việc để cho gia đình mình đón Tết, và mình cũng có những bữa cơm cùng gia đình trong những ngày Tết đó rồi. Và sau đó mình thông báo, năm nay có một cái năm đặc biệt, con rất là vinh dự được công ty chọn lựa để đón một cái đoàn khách rất là quan trọng, đưa một cái đoàn khách rất là quan trọng mà người khác thì công ty không tin tưởng. Chính vì thế mà công ty đã chọn lựa con, cho nên là con xin phép gia đình con phải vắng mặt ngày mùng 1 Tết và những ngày sau Tết nữa để được để hoàn thành công việc của con là chăm sóc hay là đi phục vụ một cái đoàn khách rất đặc biệt dịp Tết. Thì lúc đó gia đình cũng sẵn sàng vui vẻ, vì mình nói rằng là từ đầu công ty đã chọn lựa mình mà không chọn lựa người khác. Điều đó nghĩa là gia đình cũng thông cảm cho mình. Có một cái điều em cảm thấy được rằng là rất là tích cực ở thầy, đó chính là giữa công việc với gia đình thầy sẽ hài hòa rất là tốt giữa cả hai cái. Công việc thầy sẽ có niềm vui của công việc, sẽ có được một sự cân bằng nhất định, và gia đình thầy cũng sẽ không có quá là bỏ rơi mà vẫn có được một sự quan tâm sâu sắc và
chăm sóc cụ thể. Vậy thì nếu đặt lên bàn cân giữa công việc và gia đình thì sẽ chọn điều gì ạ? Câu hỏi mà làm mình phải cân nhắc, mình phải suy nghĩ. Thế này, nói thì mình cũng luôn có sự tích cực với công việc mình đã chọn. Mình luôn tạo cho mình có nguồn năng lượng để mình làm công việc tốt nhất của một người hướng dẫn viên khi xa gia đình vào dịp lễ Tết. Mình thấy du khách vui, nụ cười của khách cũng làm cho mình cái hài lòng. Nhưng thật ra thì đó là ban ngày, đó là câu chuyện của những điểm tham quan, của những cái lúc mà khách vui vẻ bên cái mâm tiệc của du khách mình cùng chia sẻ với họ. Nhưng mà sau khi kết thúc một ngày về lại cái căn phòng của khách sạn thì lúc đó mình chỉ một mình, và mình lấy điện thoại mình gọi cho gia đình, mình muốn gặp mặt ba mẹ, người thân trong gia đình. Mình hỏi ba mẹ có vui không, ba mẹ Tết có như thế nào. Nhưng mình nhận thấy được trong cái câu nói rất vui của ba mẹ, nhưng mà mình nhận thấy được cái trong ánh mắt của ba mẹ có một cái nỗi buồn. Thì là mình cũng chạnh lòng chứ. Tại sao mình lại chọn công việc này? Mình có chọn sai hay không? Rất nhiều câu hỏi băng qua trong đầu mình. Mình thấy gia đình của họ chụp những tấm ảnh rất là đẹp trong ngày Tết, mình vui, mình tặng họ những tấm ảnh đó, mình chụp giùm cho họ. Nhưng mà về nhà, mình chưa có tấm ảnh nào với Tết gia đình này. Mình lại thiếu. Mình lại thiếu điều đó. Và mình cũng có một cái nỗi buồn của công việc, của nghề nghiệp. Nỗi buồn ở đây là chỉ cho riêng bản thân mình. Thật ra thì hướng dẫn viên công việc mà. Chúng ta không thể nào lên xe gặp du khách lại và thấy khách vui vẻ, mình lại buồn trước mặt khách được. Cái công việc này cũng giống như một người nghệ sĩ. Khi mà ở dưới sân khấu, sau lưng sân khấu thì khán giả không biết họ như thế nào. Nhưng khi bước lên sân khấu rồi thì người nghệ sĩ sống với cái vai của họ. Cảm ơn những chia sẻ cũng như là dặn dò của thầy. Hy vọng rằng là tất cả các bạn của chúng ta, không chỉ riêng là sinh viên của ngành quản trị du lịch và lữ hành, mà tất cả các bạn mà trong một cái ngành nghề đặc thù nào đó của chúng ta cần phải làm việc xuyên lễ xuyên Tết, thì những chia sẻ của thầy vào trong số podcast ngày hôm nay chắc chắn sẽ góp nhặt cho các bạn rất là nhiều hành trang cũng như là kiến thức cho mình trong con đường đời cũng như là con đường nghề của chính bản thân. Và còn một điểm nữa em muốn thầy chia sẻ trong số podcast ngày hôm nay, và tất cả các bạn chắc hẳn rằng là quý vị của chúng ta cũng sẽ rất là thắc mắc, đó chính là về cái khoản thu nhập vào dịp Tết. Bởi vì rằng là vui là như vậy đó, hoạt náo là như vậy và xô bồ là như vậy, nhưng mà bên cạnh đó phải quay trở lại với thực tế, đó chính là mức thu nhập. Và nhiều khi các bạn, có một vài bạn khán giả của chúng ta ở đây sẽ lấy mức thu nhập là một niềm động lực, một sức mạnh để có thể vượt qua được cái khoảng thời gian Tết đó. Thì không biết rằng là vào khoảng thời gian đó thì mức thu nhập của mình sẽ như thế nào thì ha? Mỗi một con người khác nhau, mỗi một người có một phong cách hướng dẫn khác nhau. Mỗi một người sẽ tạo được ấn tượng cho cách khác nhau, cho nên là thu nhập của những người khác nhau thì nó không giống nhau. Trong một cái hành trình mà mình làm việc tốt, mình chăm sóc đoàn tốt, mình sự chân tình với khách, thầy nhắc lại là sự chân tình, chân thành của một hướng dẫn viên du lịch, làm cho du khách cảm thấy mến mình, yêu quý mình, và họ sẽ và có tiền tiếp cuối tour. Mà tiền tiếp này nó phụ thuộc rất nhiều vào sự đóng góp, sự thành công của hướng dẫn viên cho cái hành trình ấy. Nhưng họ vui nó khác, mà họ hơi vui vui nó khác, mà họ không vui thì lại không có. Cho nên đó là cái thu nhập mà tùy theo cái khả năng, cái sự chân thành, sự chân thật của hướng dẫn viên thì chúng ta sẽ có một thu nhập khác nha. Thường là những khoản thu nhập đó thì cũng khá là ổn ổn. Khá là ổn ổn. Và có một cái highlight trong lần chia sẻ của thầy, đó chính là chân thành và chân tình. Tất cả những anh chị em làm nghề dịch vụ của chúng ta thì mức thu nhập nó sẽ là khá là ổn ổn giống như thầy nói đó, nhưng mà chân thành và chân tình sẽ là cái để quyết định rằng là anh chị em chúng ta lương ai thấp lương ai cao, quý vị ha. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ góp nhặt những điều nhỏ nhỏ như thế này nè, để rồi trong con đường làm nghề của chúng ta sẽ có được nhiều quả ngọt hơn, quý vị ha. Tuổi thân nè, buồn nè, rồi những lúc nhớ gia đình khi mà không thể đồng hành cùng với gia đình, ở bên cạnh gia đình vào những dịp lễ Tết, vậy thì trong quá trình làm việc của mình vào những ngày đó thì cái điều gì có thể làm cho thầy ấm lòng hơn ạ? Cái ngành dịch vụ mà, vào những ngày đó mình có một cái hành trình cùng với du khách. Mình đã phục vụ họ tốt, hết mình, chân tình, chân thành với họ. Họ hài lòng với mình, họ có một cái nụ cười thân thiện, và họ cảm ơn vì đã cho gia đình anh, vì đã cho công ty anh có một cái kỳ nghỉ nó hết sức vui vẻ và giúp cho gia đình thêm hiểu nhau hơn, đoàn kết nhau hơn và khám phá những điều mới lạ mà hầu như trước giờ họ chưa có cơ hội. Thì chính vì những niềm vui đó giúp chúng ta có một cái động lực, niềm vui của khách hàng, nụ cười khách hàng, đó là sự hài lòng của chúng ta. Niềm vui của khách hàng sẽ là sự hài lòng của chính bản thân chúng ta.
Và đối với ngành dịch vụ của chúng ta, giống như từ đầu chương trình tới bây giờ, Thái Anh và thầy đã nhắc đến rất nhiều lần, đó chính là chúng ta cần phải hy sinh rất nhiều từ bản thân, thời gian, gia đình và cả những cái khoản chi khác nữa. Vậy thì chúng ta có thể xem rằng đây là một trong những cái ngày là no day off, không có ngày nghỉ. Và chắc chắn là tất cả các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cái việc no day off này khi mà chúng ta bắt đầu chọn ngành, chọn nghề rồi. Nhưng chắc hẳn khi mà vào thực tế thì cũng sẽ không tránh khỏi được cái việc mình sẽ bị sốc, đúng không thầy? Và cú sốc đầu tiên của thầy gặp phải với no day off là gì ạ? À, những cú sốc mà trong cái nghề nghiệp của mình đó, được đi làm là hạnh phúc, nhưng mà làm nhiều quá nó cũng trở nên áp lực. Có cái mùa hè mà du lịch đang phát triển dữ dội đó, trước dịch đó, thì hầu như là cái năm đó thầy đi miền Trung không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh bay ra Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh bay ra Huế, thành phố Hồ Chí Minh bay qua Quảng Bình, thì những điểm đó nó liên kể nhau. Ví dụ như mình bay ra Quảng Bình, thì sau đó thì mình đi Quảng Bình xong mình về Huế, mình về Đà Nẵng, bay về Đà Nẵng, về thành phố Hồ Chí Minh đó, hoặc là mình bay từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng thì mình cũng tham quan Đà Nẵng, Huế, rồi mình sẽ bay về từ Quảng Bình, hoặc là mình sẽ bay ra sân bay Huế, mình tham quan Huế, tham quan Hội An, tham quan Đà Nẵng, thì mình bay về sân bay Đà Nẵng. Nó cứ hành trình liên tục như vậy. Mà cái những đoàn ở trong đây nè, mình nấu với những công ty á, thôi bây giờ tôi đang ở Đà Nẵng sẵn rồi nè, anh chị cho người ra đón đoàn thôi, đưa lên sân bay, tôi sẽ ở Đà Nẵng tôi đón. Mọi nhiều công ty nó không chịu đó, cúp ơi phải về thành phố Hồ Chí Minh rồi để nhận đoàn là gì, khách không muốn chăm sóc khách tốt hơn mà. Nhiều khi mà không có hướng dẫn viên theo tour, là ở trên máy bay có vấn đề gì khách nào thì mình cũng xử lý ha, nhờ hỗ trợ. Còn khách, nhiều khi khách lần đầu tiên họ đi máy bay á thì họ cũng giống mình nãy đi máy bay lần đầu tiên vậy mà. Cái hành lý mình đi tour đó là một cái vali và một cái ba lô. Đôi khi bay liên tục như vậy đâu cần phải xách hành lý dài. Nghĩa là chiều đó mình trả phòng xong đó mình gửi hành lý đó về tới, nhiều khi chuyến bay muộn á, từ ví dụ như ở Đà Nẵng mà khởi hành lúc 10 giờ tối đó, thì mình về thành phố Hồ Chí Minh cũng cần 12 giờ. Mà khuya là 3 giờ là mình phải làm thủ tục cho khách tiếp tục rồi. Cho nên những hành trình đó anh đâu có về nhà. Về tới sân bay Tân Sơn Nhất, trả khách xong là ở đó luôn. Đúng nghĩa là no day off, không có ngày nghỉ. Không ngày nghỉ. Là thấy anh tưởng tượng là sân bay mình cũng lo chứ. Mình cũng mệt mà nằm gì à? Lấy cái ba lô gói lên cái đầu nằm mà đâu có ngủ được. Ngủ thì sợ mắc cái ba lô. Cái ba lô mắc không sao, mắc gì mà mắc cái thẻ hướng dẫn á. Vì cái nghề hướng dẫn mình á cũng giống như những cái ngành mình có sức khỏe đó. Ví dụ với sức khỏe thì phải có cái giấy phép hành nghề. Thì cái bên ngành hướng dẫn á cũng có cái thẻ hướng dẫn. Là cái thẻ hành nghề. Nếu như hướng dẫn viên đi tour mà không có cái thẻ đó thì công ty du lịch cũng bị phạt, mà hướng dẫn viên cũng bị phạt. Và suốt 2 tháng như vậy là cứ hành liên tục như vậy. Liên tục 2 tháng. Nhưng ngược lại sau cái 2 tháng đó nó mệt quá, nhưng mà tự nhiên mình thấy số tài khoản mình nó vui lại. Chúng ta thấy được rằng là qua những câu chuyện với cái ngành hướng dẫn viên du lịch và ngành quản trị du lịch lữ hành nói chung, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái điểm nhỏ nhặt cần phải quan tâm và những cái việc li ti mà chúng ta cần phải để ý và rất là quan trọng đối với chính bản thân của mình. Thì sau bao nhiêu năm làm nghề thì việc đúc kết lại những cái việc quan trọng nhất của một hướng dẫn viên vào dịp Tết là gì thầy ha? Một hướng dẫn viên làm công việc Tết điều quan trọng cần chú ý là trước Tết đấy chúng ta phải cần gìn giữ sức khỏe cho thật tốt nha. Vì cái nghề hướng dẫn viên cũng giống như những ca sĩ, những nghệ sĩ, giọng nói là quan trọng. Cái giọng nói mình có truyền cảm, có chia sẻ được, đồng hành và khách cảm thông, khách vui vẻ với câu chuyện mình kể hay không thì cũng cái chất giọng là yếu tố quan trọng. Cho nên là gìn giữ sức khỏe đây là nhiều khi Tết là có bạn bè tiệc tùng này kia đó thì mình cũng hạn chế. Để làm sao cho mình giữ được cái giọng nói của mình. Trước Tết mình không chuẩn bị sức khỏe tốt, rồi tới giờ khi mình lên nhận tour lại mình, cái nghề mình là cầm micro nói chuyện trên xe, tại điểm mình cũng thuyết minh cho du khách nghe, mà mình cái giọng mình nó khào khào, nó khàn khàn, thậm chí là gì bị tắt tiếng không nói được. Thì hướng dẫn viên là xem như sự thành công 50% của cái tour đó. Mà hướng dẫn viên bị tắt tiếng trong cái hành trình đó, khách không biết gì hết đó, thì lại người ta sẽ không đánh giá cao hướng dẫn viên như vậy. Cho nên là cái quan trọng là chuẩn bị sức khỏe. Cái thứ hai nữa, chúng ta hướng dẫn viên đi tour Tết thì chúng ta cần phải lượm nhặt rất nhiều câu chuyện về Tết, ăn Tết của ba miền, ví dụ như vậy. Tại vì khách chúng ta có thể là khách miền Bắc nè, khách miền Trung, khách miền Nam nè, chủ đề của mình là Tết mà, tại vì Tết thì người ta nói nhiều về Tết. Sau khoảng thời gian Tết, người ta bắt đầu đi vào lại cái nguồn làm việc, bắt đầu quay trở lại với một cuộc sống nhộn nhịp với công việc, thì khoảng thời gian này hướng dẫn viên du lịch cũng như là tất cả các anh chị du lịch chúng ta sẽ được nghỉ ngơi.
Dạ, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ thì cái khoảng thời gian này giống như là mình sẽ được ăn Tết muộn. Thì thầy sẽ làm gì vào khoảng thời gian này ạ? À, mình sẽ về với gia đình. Dạ. À, mình sẽ về cùng với hẹn hò bạn bè. Có những cái giây phút chúng ta sẽ bù đắp lại cái hành trình mà chúng ta đi tour Tết. Thì lúc đó mình sẽ thấy gì ạ? Mình cũng không mắc mắc, mình cũng không có thiếu sót. Mình vẫn có một cái Tết trọn vẹn giữa người thân là du khách và người thân của gia đình mình. Có rất là nhiều điều dễ thương cho số podcast ngày hôm nay đối với tất cả quý vị khán giả cũng như là với ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của chúng ta. Và để kết thúc lại số podcast ngày hôm nay, chắc rằng là em sẽ mời thầy có một lời chúc Tết gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi số podcast của chúng ta. Cảm ơn Thái Anh. Nhân dịp Tết đến, xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang, hạnh phúc. Đặc biệt quý vị khán giả, Tết chúng ta cùng với gia đình, người thân có những cái hành trình, có những trải nghiệm khám phá mọi miền đất nước để hướng dẫn viên có cơ hội được phục vụ, được chăm sóc và có việc làm. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn lời chúc Tết của thầy và chúc mừng năm mới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Chuyện Ngành Chuyện Nghề. Và nếu như quý vị có những thông tin nào cần tìm hiểu thêm thì hãy truy cập vào website của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo địa chỉ quay.hiu.vn hoặc tư vấn ngành.hiu.vn. Và nếu như tất cả các bạn có những câu hỏi, những chia sẻ nào với thầy Cấp hoặc là đối với chương trình của chúng ta thì đừng ngần ngại để lại một comment ngay phía dưới video quý vị nha. Còn bây giờ thì Thái Anh và khách mời của chúng ta, thầy Lê Văn Cấp, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.